Huấn luyện viên Michael Quay gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam, thừa nhận Lào yếu hơn. Ông Michael Quay cho rằng Lào sẽ phải quên thất bại trước đội tuyển Việt Nam để tập trung cho các trận đấu tiếp theo ở bảng B. Trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đã nhận các bàn thua quá dễ dàng. Đội tuyển Việt Nam tấn công nhiều bên cánh trái và bàn thua đầu của chúng tôi xuất phát từ một tình huống tấn công bên hướng đó. Sau khi thua bàn thứ hai thì trận đấu gần như đã được định đoạt. Sang hiệp 2, chúng tôi đã nỗ lực thay đổi nhưng không thành công. Huấn luyện viên Michael Quay cho biết, nhà cầm quân người Đức đánh giá đội tuyển Việt Nam rất mạnh và đã có trận đấu rất ấn tượng. Huấn luyện viên Michael Quay cho biết, ông sẽ phải động viên các cầu thủ để họ không thất vọng và buông xuôi. Ông Quay nói, Lào sẽ phải chấp nhận thực tế, chúng tôi đã cố gắng nhiều nhưng ở trình độ thấp hơn. Tôi không thể trách các cầu thủ vì những yêu cầu vượt quá khả năng của họ. Chúng tôi sẽ phải bỏ qua thất bại để tập trung cho các trận đấu phía trước với Malaysia và đặc biệt là trận đấu với Singapore trên sân nhà. Huấn luyện viên Michael Quay cũng lên tiếng bảo vệ tiền đạo Billy Kekilfonfon khi cho rằng anh đã thi đấu rất nỗ lực. Ở lượt trận thứ hai, Lào sẽ làm khách trên sân Malaysia vào ngày 24 tháng 12. Quang Hải đã chính trước Lào. Dù chưa có nhiều thời gian tập luyện như các đồng đội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo cho ra sân từ đầu trong trận gặp Lào. Lúc 18 giờ ngày 21 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố danh sách 11 cầu thủ ra sân từ đầu ở trận ra quân AFF Cup 2022 với Lào. Quang Hải được điền tên vào danh sách này. Sau khi trở về từ Pháp, Quang Hải bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội hôm ngày 16 tháng 12, một ngày trước khi toàn đội di chuyển sang Lào. Trước Lào, tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công với sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Quang Hải sát cánh cùng Phan Văn Đức và Nguyễn Tiến Linh trên hàng công. Hai tiền vệ trung tâm sẽ là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức. Ở hai biên, các cầu thủ được chọn là Hồ Tấn Tài và Đoàn Văn Hậu. Bộ ba trung vệ là những cái tên quen thuộc: Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Trung. Trong khung cổ, thủ môn Đặng Văn Lâm Bắc Chính. Tuyển Việt Nam có hai lần liên tiếp đối đầu Lào ở trận mở màn AFF Cup. Năm 2018, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Quang Hải lập công giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0. Ở giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Bắc lên ngôi vô địch. Đến AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam thắng 2-0 nhờ hai bàn của Công Phượng, Văn Đức. Sau đó, Quang Hải và các đồng đội vượt qua vòng bảng vào bán kết và nhận thất bại trước Thái Lan. Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở lần đối đầu thứ ba liên tiếp trước Lào là giành 3 điểm. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Lào. Giá xăng dầu giảm lần thứ tư xuống dưới 20.000 đồng mỗi lít. Giá xăng dầu hôm nay, ngày 21 tháng 12, được các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm từ 15 giờ trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Theo đó, xăng E5 giảm 370 đồng mỗi lít, giá bán giảm còn 19.970 đồng mỗi lít. Giá xăng RON95 giảm 500 đồng mỗi lít, giá bán là 20.700 đồng mỗi lít. Giá dầu diesel giảm 70 đồng mỗi lít, giá bán là 21.600 đồng mỗi lít. Đây là lần thứ tư liên tiếp giá xăng dầu giảm. Tại kỳ điều hành gần đây nhất, ngày 12 tháng 12, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định ngừng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 là 300 đồng mỗi lít, RON95 là 400 đồng mỗi lít, dầu diesel là 800 đồng mỗi lít, dầu hỏa là 500 đồng mỗi lít, dầu mazut là 500 đồng mỗi kg. Tại kỳ điều hành hôm nay, ngày 21 tháng 12, Bộ Công Thương cho hay, mặc dù giá thế giới của mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa tăng, nhưng do tỷ giá USD mỗi Việt Nam đồng của ngân hàng Vietcombank, mức tỷ giá dùng để tính giá cơ sở xăng dầu giảm nên giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu đều giảm, nhằm hỗ trợ giảm giá các mặt hàng xăng dầu, góp phần bình ổn thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu, tiếp tục không chi quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu để giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động phù hợp với xu hướng biến động của tổng hợp các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký văn bản về việc trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo đó, Chính phủ thông qua việc trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mở nhận như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản ngày 16 tháng 12 năm 2022. Cụ thể, thuế giới xăng và nhiên liệu bay áp mức sàn 1.000 đồng mỗi lít, thuế giới dầu diesel 500 đồng mỗi lít, dầu mazut, dầu nhờn, dầu hỏa 300 đồng mỗi lít, mở nhận 300 đồng mỗi kg. Mức thuế này tương tự như năm 2022. Cựu bí thư Đồng Nai nói dùng tiền hối lộ ủng hộ người nghèo, xây nhà tình nghĩa. Cựu bí thư tỉnh Đồng Nai thừa nhận đã 6 lần nhận tiền hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và dùng phần lớn số tiền tặng cho người nghèo, xây nhà tình nghĩa. Chiều ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn đối với các bị cáo. Theo cáo trạng, Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng sự quen biết với ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai để được ưu ái trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại 152 tỷ đồng. Đồng thời, bà Nhàn cung cấp dưới tại AIC nhiều lần chi hối lộ cho ông Thành với số tiền 14,5 tỷ đồng, Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 14,5 tỷ đồng, Phan Quy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 14,8 tỷ đồng. Trả lời trước tòa, ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai, cho biết quen biết bà Nhàn và công ty AIC từ năm 2003, khi đó là phó bí thư, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Trong một lần ra Hà Nội họp, ông Thành và một số đại biểu Quốc hội được đại diện công ty AIC mời đến trụ sở gặp gỡ và từ đó quen biết. Hội đồng xét xử hỏi ông Thành giới thiệu bà Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc AIC, và Phan Quy Anh Chủ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, từ khi nào.
Ông Thành cho hay, trong một lần bà Nhàn về công tác ở Đồng Nai có tổ chức buổi ăn cơm, mời lãnh đạo một số sở ngành tham dự. Tại đây, ông giới thiệu bà Nhàn cho công ty AIC, mong mọi người ủng hộ để doanh nghiệp về địa phương đầu tư. Dẫn theo lời cựu bí thư, qua nhiều lần tiếp xúc, ông thấy bà Nhàn là người có quan hệ rất rộng rãi ở các địa phương và cơ quan trung ương, có nhiều đối tác nước ngoài, là người nhanh nhẹn, thông minh. Khi bà Nhàn đến văn phòng tỉnh ủy gặp ông Thành, bị cáo này muốn giới thiệu về công nghệ thiết bị y tế mà công ty AIC đang có. Thế vậy, ông Thành gọi điện cho Phan Quy Anh Vũ, đề nghị sắp xếp thời gian nghe trình bày, bởi ông không có chuyên môn. Sau đó hai bên có gặp nhau hay không thì không rõ. AIC là công ty lớn, đã kinh doanh tại nhiều địa phương. Lúc đầu tôi rất tin tưởng công ty sẽ trúng thầu bằng năng lực nhưng rất tiếc thực tế không như vậy. Ông Thành nói khi được hỏi về việc AIC dùng các chiêu trò để liên tiếp trúng 16 gói thầu. Về hành vi nhận hối lộ, ông Thành thừa nhận đã 6 lần nhận tiền của bà Nhàn với tổng số 14,5 tỷ đồng trong nhiều năm. Tiền nhận được, bị cáo dùng phần lớn tặng cho các cựu chiến binh, những người bị chất độc da cam, học sinh nghèo, xây nhà tình nghĩa. Số tiền đưa cho vợ là rất ít. Đến đây, bị cáo đã nhận ra thiếu sót của bản thân nên tự nguyện nộp lại toàn bộ. Cựu bí thư nhấn mạnh, lần đầu tiên sau nhiều chục năm cống hiến, bản thân mắc sai lầm nghiêm trọng như trong vụ án này. Tương tự, bị cáo Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khi được xét hỏi cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ của bản thân. Theo lời ông Thái, ông quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ sự giới thiệu của cựu bí thư Trần Đình Thành. Tiếp đó, từ giới thiệu của bà Nhàn, ông biết thêm các lãnh đạo khác của công ty AIC. Trong hơn 10 năm, ông Thái đã 14 lần nhận tiền từ bà Nhàn và nhân viên AIC với tổng số 14,5 tỷ đồng vào các dịp lễ, Tết hàng năm. Trong các lần đưa tiền, ông đều được phía công ty có lời nhờ giúp đỡ. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Đến nay, bị cáo đã nhận ra lỗi lầm, đã khắc phục toàn bộ số tiền trước khi bị khởi tố. Nga lên tiếng về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine. Điện Kremlin khẳng định, chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt đầu từ hôm nay, ngày 21 tháng 12, sẽ đóng lại hoàn toàn cánh cửa cơ hội trong đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến Mỹ không thể hiện thiện chí trong xây dựng đàm phán hòa bình của Ukraine. Và ông cho rằng đây không phải là dấu hiệu tích cực để giải quyết xung đột. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng việc các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ có thể gây tác dụng ngược làm kéo dài xung đột. Tổng thống Ukraine Zelensky đang trên đường đến thủ đô Washington và theo kế hoạch sẽ hội đàm với Tổng thống Joe Biden cùng các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ hôm nay. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột với Nga. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận và phê chuẩn việc cung cấp các hệ thống tên lửa Patriot tiên tiến cho Ukraine như một phần của gói hỗ trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD mới nhất cho nước này. Xác định tiền thưởng của đội vô địch AFF Cup 2022. AFF Cup 2022 đã khởi tranh và mới đây, mức thưởng cho đội giành ngôi vương giải đấu này đã được tiết lộ. Theo tờ Daily News Thái Lan, mức tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2022 sẽ giống với kỳ AFF Cup 2020. Đội vô địch AFF Cup 2022 sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 300.000 USD, khoảng 10 triệu bạc. Trong khi đó, đội Á quân AFF Cup 2022 sẽ nhận mức tiền thưởng 100.000 USD, gần 3,5 triệu bạc. Hai đội bị loại ở bán kết sẽ nhận mức tiền thưởng là 50.000 USD, 1,75 triệu bạc. Các đội thắng ở vòng bảng không có tiền thưởng. Còn nhớ ở kỳ AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan nhận tổng cộng 46 triệu bạc sau khi lên ngôi vô địch lần thứ 6. Trong đó có 10 triệu bạc tiền thưởng của AFF Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cho đội vô địch, 10 triệu bạc từ Sumiat Bunbanmun, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và 26 triệu bạc khác từ Madam Bang, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Theo tờ Thai Post, Madam Bang rất hài lòng với chiến thắng 5-0 của đội tuyển Thái Lan trước Brunei. Ở trận ra quân tại AFF Cup 2022 hôm ngày 20 tháng 12, Madam Bang quyết định trao thưởng 5 triệu bạc nếu đội bóng của huấn luyện viên Manu Bonkin lọt vào bán kết AFF Cup 2022. Sau trận thắng của giao chiến, Madam Bang phát biểu, tôi đánh giá cao ban huấn luyện và tất cả những cầu thủ Thái Lan. Như tôi đã nói, trận đấu đầu tiên sẽ không bao giờ dễ dàng bởi sẽ có nhiều áp lực. Dù đội tuyển Thái Lan có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng dứt điểm vẫn chưa thực sự tốt. Các cầu thủ cần gấp rút cải thiện. Tuy nhiên trong hiệp 2, các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu để ghi thêm 3 bàn thắng. Thi đấu cho đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự và tôi biết trong suốt một tháng này, các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và hy sinh. Do đó, tôi sẽ thưởng 5 triệu bạc bằng tiền cá nhân nếu đội tuyển Thái Lan vào được bán kết AFF Cup 2022, Madam Bang phát biểu. Sau trận thắng trước đội tuyển Brunei, đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp đón tuyển Philippines trên sân Thammasat vào ngày 26 tháng 12, 19 giờ 30 phút. Điện Capitol tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Tổng thống Ukraine. Báo Mỹ Axios đưa tin lực lượng cảnh sát bảo vệ Quốc hội Mỹ đang tăng cường an ninh trước chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12. Trước đó, theo các trang phương tiện truyền thông, Tổng thống Zelensky dự kiến đến Washington và có thể có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, các nhà lãnh đạo và các nhà lập pháp tại Quốc hội. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Zelensky kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, các nguồn tin biết rõ vấn đề cho rằng chuyến thăm này có thể bị hủy vào phút chót vì những lo ngại về an ninh. Chuyến công du của Tổng thống Ukraine diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp chuẩn bị bỏ phiếu thông qua gói chi tiêu cuối năm bao gồm khoảng 45 tỷ USD hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và Mỹ chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa đất đối không Patriot tới nước này. Các nguồn tin tiết lộ tại Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine có thể có bài phát biểu trước Quốc hội.
Bài phát biểu của Tổng thống Zelensky nhằm thuyết phục các nhà lập pháp để họ thông qua khoản viện trợ quốc phòng khổng lồ vào gói chi tiêu. Trong một đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Ukraine tới điểm đóng Bakhmut ngày 20 tháng 12, Tổng thống Zelensky đã cầm một lá cờ Ukraine và ám chỉ sẽ giao nó cho các nhà lãnh đạo Mỹ. Những binh sĩ này đã trao lá cờ Ukraine tuyệt đẹp với chữ ký của họ cho chúng tôi để trao tiếp cho người khác. Chúng tôi đang trong một tình thế rất khó khăn, kẻ thù thì đang gia tăng sức mạnh. Người dân của chúng tôi buộc phải dũng cảm hơn và cần nhiều vũ khí mạnh hơn. Chúng tôi sẽ chuyển nó đến Quốc hội Mỹ, đến Tổng thống Mỹ. Chúng tôi rất biết ơn vì sự hỗ trợ của các bạn, nhưng điều đó là chưa đủ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. Theo số liệu của Lầu Năm Cốc, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh gần 20 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết Washington cũng cung cấp thông tin tình báo cho các lực lượng Ukraine. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine cũng diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với cả hai nhà lãnh đạo Biden và Zelensky khi Nhà Trắng chuẩn bị chấp phải sự phản kháng lớn hơn từ Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Trước đó, Đảng Cộng hòa tuyên bố họ sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn về viện trợ cho Ukraine trong Quốc hội khóa mới. Thậm chí, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng các nhà lập pháp của đảng ông sẽ không bỏ phiếu ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Oh, 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 oh